Lời khai của hai nhân viên cũ dùng súng khống chế và cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí dầu dây. Do từng là nhân viên cũ của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam, nên cả tên cướp biết quy luật, hoạt động và giờ giấc, giao ca nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 8 tháng 2, tức là mùng 4 Tết, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp cùng với Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Trần Tuấn Anh, 26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú tại thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Vũ Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ ở tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi dùng súng, hung khí khống chế nhân viên trạm thu phí dầu dây, cướp đi 2,2 tỷ đồng vào mùng 3 Tết. Tại cơ quan công an thì bước đầu cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của nghi phạm, cả hai từng là nhân viên của trạm thu phí cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam từ trước đây. Trong đó thì Tuấn Anh là nhân viên ở trạm thu phí Long Phước do VSE quản lý và Nam là nhân viên của VSE. Trong quá trình làm việc thì cả hai để ý thấy lượng tiền thu về mỗi ngày lớn nên nảy sinh ý định cướp. Một thời gian sau thì cả hai nghỉ việc tại công ty này để chuẩn bị kế hoạch mua súng dao, mũ vải, chai xăng, bình xịt hơi cay. Cả hai nghiên cứu kỹ lưỡng giờ giấc giao ca, nhân viên mở cái sắt bỏ tiền để tiến hành phụ việc. Sáng sớm ngày 7 tháng 2, tức là ngày mùng 3 Tết, cả hai mang theo ba lô chứa các dụng cụ nói trên đi xe máy tới phía sau vườn cao su của trạm thu phí. Sau đó thì cả hai leo qua tường trào rồi đột nhập vào cửa sổ của phòng kế toán. Tại đây thì hai tên phát hiện ra ba nhân viên, một nam và hai nữ nên dùng súng, dao khống chế yêu cầu không được la hét nếu không sẽ bị giết. Sau đó thì chúng nổ súng bắn vào máy tính, chúng lục lọi lấy trong cái sắt và trên bàn 2,2 tỷ đồng bỏ vào trong ba lô. Khi đi trở ra thì một đối tượng dùng hung khí đánh vào cổ của một nhân viên. Cả hai lấy xe máy tàu thoát chừng 3 km thì Tuấn Anh ngã và bị thương ở chân. Nam đã đi xe máy tới bệnh viện Đa Khoa thị xã Long Khánh rồi gửi sau đó thì gọi taxi lên thành phố Hồ Chí Minh. Tại Sài Gòn thì Nam dùng tiền cướp được đi mua 10 lượng vàng. Anh ta trở về phòng trọ quận Gò Vấp lấy đồ dùng cá nhân và đi qua quận 3 để thuê phòng ở. Tối cùng ngày thì Nam gọi điện cho Tuấn bắt taxi lên thành phố Hồ Chí Minh để gặp bàn bạc bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc. Khoảng 23 giờ cùng ngày thì cả hai gặp nhau tại ga Sài Gòn để nói chuyện trốn ra Bắc. Nam đưa cho Hoàng Anh 50 triệu đồng thì bị trinh sát ập vào công chế bắt giữ. Trong đêm ngày 7 tháng 2 và rạng sáng ngày 8 tháng 2, trinh sát công an đã tiến hành khám xét nơi ở của cả hai, thu giữ nhiều tang vật có liên quan tới vụ án. Như vậy, chỉ sau 15 giờ khi Tuấn Anh và Nam thực hiện vụ dùng súng khống chế nhân viên trạm thu phí, cướp đi 2,2 tỷ đồng, thì cả hai đã bị trinh sát công an bắt giữ. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.